Hello anh em nha, mới về em xe Civic nữa anh em nha. Một chủ từ đầu biển 4 số 2.0 cửa trời anh em nha. Đẹp lắm anh em nha. Ồ, 2.0 cửa trời đời 2007, các xe đẹp miên man, bên em có 2.7 và 2.6 nha. 2.6 242, 2.7 250. Đó, hai xe đều là siêu cột hết, không lỗi. Máy số gầm ngon, đen sơn chẳng trước này anh em nha. Sơn xong đánh đầu đèn nó đẹp liền, biển 4 số một chủ từ đầu nha. Đó, xe là chơi là phải siêu cột như này chơi mới ngon anh chị nha. Cửa trời luôn. Đó, bản đủ 2.0 thì nó sẽ tiết kiệm hơn máy 1.8 nha. 2.0 là máy khác, máy 1.8 anh em nha. Lưu ý nha. Đó, rất xe đẹp lắm. Anh em qua thấy là thích liền rồi. À, để anh em mình 250 nha. Bao xài, bao chạy, bao chén, bao quay đầu, máy số gầm lồng ghè, máy dè riêng hết cho xe. Tại vì xe một chủ anh em biết nó cột cỡ nào rồi đó. Anh em nhìn dàn gầm nè. Dàn gầm đi không nổi luôn, dàn gầm đẹp nè. Green hết không lỗi nhỏ. À, anh em quan tâm liên hệ cho em qua số 0866 6789 711 nha. Hai kia green hơi xe luôn nè anh chị nha.